Lạy mẹ con đi ôm ấp linh hồn Việt Nam, lạy mẹ con đi nối theo chí hùng ngàn năm, vắng con mẹ buồn là còn gì hơn tình nước vương trong tình con. Từ nhỏ con chưa xa vắng quê nhà mẹ ơi, một buổi xa con nhớ thương chắc mẹ chẳng vui, biết con đi rồi nhà cửa vắng thêm một người. Ôi mẹ vì con từng hy sinh cả cuộc đời, sánh mẹ thương phút này. Mẹ ơi, ở bữa cơm nghèo chiều nay, cánh vắng chim non sẽ bay, xin mẹ hãy nhìn về tương lai. Hấp dẫn lắm, vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem. Hay như vậy mà vợ Hoàng Thúy Sanh thì chỉ được bình chọn giao thông để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Chương trình tình yêu hôn nhân gia đình người .com.vn. Ngoài ra thì quý khán giả cũng thể tải ứng dụng VOH Radio Online trên các thiết bị di động thông minh cho tiện nghe. Mời quý vị và các bạn Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao.